Xin chào anh chị và các bạn, chiều mới vừa về thêm một chiếc Innova G 2021 anh chị. Đó, 2021 chạy 58.000 cây còn đẹp lắm. Đây nè, chiều mới về một cặp luôn. Đây nè, phía sau có một chiếc 2019 nữa kìa, chạy 86.000 cây. Xe đó chiều bán giá là 600. Đây, xe đó anh em đang dọn lại. À, thì bây giờ chiều sẽ quay trước cái xe này cho anh chị coi nha. Chiếc này chiều bán giá có 725 triệu thôi. Sản xuất 2021 chạy 58.000 cây, vỏ còn dày lắm anh chị. Mấy cái gai còn dày lắm. Đó, đẹp nha. Màu này là màu đồng đẹp lắm, nước sơn nó liền lạc, tay nắm cửa inox nè, ron kính inox nè, đó, ốp gương inox luôn nè, có ốp che mưa nữa, đó. Đi vào trong nội thất nè, ghế da sẵn cho anh chị luôn, rất là đẹp luôn anh chị. Số tự động 8 chỗ nè, dàn ghế da còn mới tinh, xe chạy 58.000 cây, đây, cần số nè, 58.000 cây nè. Vô lăng 58.000 cây nè, xe có trang bị sẵn cái màn hình giải trí và có camera hành trình cho anh chị luôn, và có phủ tắp lô luôn anh chị, đầy đủ hết á, có lót sàn luôn nè, đầy đủ hết. Innova G 2021 nha. Còn những cái vấn đề chẳng hạn như là cứng đụng ngập nước thì chịu đảm bảo, cam kết văn bản đàng hoàng cho anh chị, anh chị cứ yên tâm mà sử dụng. Còn anh chị mua xe mà cảm thấy không yên tâm nữa cứ đi test hãng, bao test hãng thoải mái anh chị. Đây đó, các chi tiết nè, tắp bi cửa nè, ghi da nè, vỏ xe còn dày lắm nè. Gầm bỗng còn đẹp luôn anh chị. Đây, để chiều quay cái gầm cho anh chị coi. Phía sau nè, nước sơn liền lạc, gầm bỗng đẹp luôn nha. Đây, đó, đây, gầm bỗng còn đẹp luôn. Xe này được sản xuất 2021 anh chị. Đó, chiếc này chiều bán giá là 725 triệu. Và chị muốn rẻ hơn thì qua coi cái chiếc 2019. Chỉ có hai chiếc 2019 anh em đang dọn lại nè. Đây, để đi sơ qua cái cho anh chị coi luôn. Chiếc này chạy 86.000 cây, cũng là số tự động luôn. Đó, đang dọn lại, dọn vệ sinh cái dàn ghế lại. Đó, này cũng là số tự động luôn, có màn hình Android luôn, chạy 86.000 cây. Xe này chịu bán giá 600 thôi. Đó, chiếc này là 725 triệu. Màu này là màu đồng, còn màu này là màu bạc, rất là đẹp anh chị, rất đẹp nè. Vỏ xe còn gì cui nè, các chi tiết này chẳng hạn như là tắp bi cửa nè, ghê da nè, đó, vô lăng nè, 58.000 cây anh chị. Có chìa khóa thông minh luôn nha, khởi động nước bấm luôn. Đây là chiều mở cái nắp capo lên này, sản xuất 2021 anh chị. Đây, sản xuất của xe là 2021 này, ghế da còn mới tinh, các chi tiết nè, nội thất nè, nước sơn nó liền lạc anh chị. Đây, rất là đẹp. Innova G 2021, đèn chiếu gần là đèn led anh chị, chiếu xa là halogen. Mặt ga lăng mới nè, còn kia là mặt ga lăng cũ. Rồi, có hai chiếc Innova G đó, anh chị có quan tâm đến không? Đây, và đây là động cơ nè, máy móc là nguyên zin, mua bán chiều cam kết đảm bảo nha chị, là xe không có cứng đụng, không có ngập nước, máy móc nguyên zin, nói chung cũng bao chị đi test hãng thoải mái. Nếu mà anh chị mua xe của chiều mà cảm thấy không yên tâm, anh chị có đi test hãng, bao test hãng, cam kết giấy tờ văn bản đàng hoàng nha. Đây là Innova G 2021 rồi, 725 triệu còn thương lượng, còn bớt, có thiện chí đến coi xe chịu bớt thêm cho.